Hãy nhìn vào bức ảnh này. Đây là sự thật 100%. Ở bên trong những cái tật của lá sung sẽ xuất hiện con bọ như các bạn thấy ở trong hình ảnh này. Do là nó rất nhỏ, chỉ nhỏ như cây kim hoặc là to hơn cây kim một tẹo thôi, cho nên là rất là khó thấy. Vậy thì nó có liên quan gì đến việc mình ăn lá sung, cũng như việc mình sử dụng lá sung để chữa bệnh? Bên trong các cái tật của lá sung có những con bọ nhỏ như vậy, hoàn toàn là sự thật các bạn nhé. Trên thực tế thì tất cả các bộ phận trên cây sung đều được sử dụng để ăn và làm thuốc. Lá non, ngọn non và quả được sử dụng để ăn. Vỏ, lá được sử dụng để làm thuốc. Nhựa cũng được sử dụng để làm thuốc. Và trong một số trường hợp thì người ta lại chọn những cái lá có tật này để làm thuốc. Và việc ăn sống lá sung, có những người lại thích ăn những cái lá nó có những cái tật nổi lên những cái nốt như thế này. Ăn rất là giòn. Và bây giờ mình sẽ nói chi tiết từng bộ phận một để các bạn có thể hiểu rõ hơn nhé. Trước tiên là lá sung. Đối với những cái lá mà có tật như thế này, việc mình sử dụng để ăn là việc bình thường nhé. Đối với những cái con bọ ở trong các cái tật đây này, thì việc mình sử dụng để ăn lá sung mà có các cái con bọ ở trong cũng không ảnh hưởng gì đâu nhé. Bởi vì nó không có chứa chất độc các bạn ạ. Mà các bạn ăn những cái lá nó có tật như vậy còn cảm giác thấy nó giòn, đúng không ạ? Khá là giòn. Và đôi khi người ta lại sử dụng những cái lá có tật để mà chữa bệnh. Phổ biến nhất là trong trường hợp mà người ta chữa bỏng ấy, thì người ta sẽ chọn cái lá sung, thường thì loại có tật. Kể cả lá không có tật cũng được, nhưng người ta thường chọn lá có tật nhé. Đem về phơi khô sao vàng, tán bột mịn, trộn với mỡ lợn để mà bôi để chữa bỏng. Đấy là trường hợp cái lá sung có tật nhá. Thì như các bạn thấy, đây, những cái con bọ đây nó rất là nhỏ, rất là khó quay. Quay bằng điện thoại thế này thì các bạn sẽ khó thấy lắm, nó nhỏ tí như cây kim hoặc là to hơn một tí thôi mà. Và không phải là những cái nốt nào cũng có những con bọ như vậy đâu. Những cái nốt mà nó còn non, còn nhỏ nhỏ ấy, thì mới có con bọ nha. Còn những nốt nó già nó lâu rồi thì những con bọ đấy nó đã bỏ đi rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn có thể thấy này, mấy cái nốt nhỏ nhỏ non non ấy thì mới có. Và mình xin chia sẻ thêm một bài thuốc từ cái lá sung có tật nữa các bạn nhé. Bài thuốc này là dùng để chữa bệnh nổi từng cục nhỏ ở lưng ngực kèm theo đau nhức có sốt. Cách làm như sau: các bạn dùng lá sung có tật với liều lượng là 40g, huyền sâm 20g, huyết giác 20g, ngưu tất 20g. Tất cả các bạn thái nhỏ sắc với 400ml nước, còn lại 100ml chia làm 2 lần uống trong ngày. Và tiếp theo một bài thuốc nữa cũng sử dụng cái lá sung có tật này nhá. Bài này là bài thứ 3 rồi đấy. Đây là bài thuốc dùng để chữa trên mặt nổi từng cục sưng đỏ như hạt đào, hạt mơ. Cách làm như sau: dùng lá sung có tật nấu nước sông rửa hàng ngày. Như vậy là có đến 3 bài thuốc mà sử dụng cái lá sung có tật này nhá. Bạn nào chưa xem kỹ có thể xem lại nhá. Ngoài ra thì lá sung còn được sử dụng để chữa khá là nhiều bệnh. Đó chính là bài thuốc dùng để tăng tiết sữa. Bài thuốc này sử dụng lá sung cách làm như sau. Các bạn dùng lá sung với liều lượng 100g, chân giò lợn 1 cái, quả mít non 50g, gọt bỏ vỏ, quả đu đủ non 50g, lõi thông thảo 10g,
hạt mùi 5 gram để sống, các vị thái nhỏ, cộng thêm gạo nếp 100 gram, nấu thành cháo thật nhừ. Để mà ăn, mỗi ngày các bạn ăn 1 cho đến 2 lần và ăn liên tiếp 2 cho đến 3 ngày để mà làm thuốc tăng tiết sữa. Ngoài ra thì lá sung còn được sử dụng để làm thuốc bổ trong bài thuốc sau đây. Lá sung 200 gram, củ mài 100 gram, hạt sen 100 gram, đảng sâm 100 gram, thục địa 100 gram, hà thủ ô đỏ 100 gram, táo nhân 100 gram, ngải cứu 100 gram. Riêng với lá sung thì các bạn phơi ở những nơi có nắng nhẹ như là dưới tán cây ấy, chứ đừng phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Các bạn phơi cho khô đi. Sau đấy là tán bột nhá. Còn củ mài thì các bạn xôi cho chín. Sau đấy các bạn phơi khô sao vàng tán bột. Còn hạt sen và đảng sâm thì các bạn sấy khô nhá, tán bột. Thục địa thì các bạn tẩm nước gừng, sao thơm, dã nhuyễn. Còn hà thủ ô đỏ thì tẩm nước đậu đen, sao kỹ, tán bột. Còn táo nhân thì đem tán bột. Ngải cứu thì dùng tươi, nấu kỹ, lấy nước đặc. Tất cả là trộn đều. Và viên, làm viên bằng hạt ngô. Người lớn thì mỗi lần là uống 8 cho đến 10 viên. Trẻ em thì tùy theo tuổi, mỗi lần từ 2 cho đến 6 viên. Ngày uống 2 lần. Để mà làm thuốc bổ các bạn nhé. Vậy vừa rồi chính là những thông tin từ lá sung. Lá sung có tật thì có 3 bài thuốc. Còn lá sung các bạn có thể dùng theo cách thông thường thì có 2 bài thuốc. Tiếp theo mình sẽ nói về vỏ sung các bạn nhé. Vỏ sung thì thường được dùng để chữa sốt rét, tê thấp và dùng cho phụ nữ sau khi đẻ mà có nhiều sữa. Trong những trường hợp trên thì các bạn làm như sau. Các bạn dùng vỏ sung. Vỏ sung thì các bạn cạo sạch cái lớp vỏ già bên ngoài đi. Rồi sau đấy các bạn thái mỏng phơi khô, phối hợp với cây vú bò liều lượng 20 gram, tẩm mật sao vàng, sắc nước uống để mà chữa sốt rét hoặc là tê thấp. Cũng có thể dùng cho trường hợp phụ nữ sau khi sinh đẻ mà có nhiều sữa, đều được các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về nhựa sung các bạn nhé. Nhựa sung thì thường được dùng để chữa mụn nhọt, chốc lở, tụ máu, sưng đau. Cách làm thì cũng đơn giản thôi. Các bạn rửa sạch những chỗ mà bị mụn nhọt, chỗ đau đi. Rồi sau đấy các bạn lau khô nước và lấy nhựa sung bôi trực tiếp vào. Những chỗ mà sưng đỏ đến đâu thì các bạn bôi đến đó. Các bạn cũng có thể trộn nhựa sung cùng với lá sung non. Lá sung non thì các bạn giã nát ra, trộn thêm nhựa sung vào và đắp tại chỗ. Đối với những mụn mà chưa có mủ thì các bạn có thể đắp kín. Còn những mụn mà đã vỡ mủ rồi thì các bạn đắp để hở miệng thôi. Và muốn lấy ngòi mụn thì các bạn giã thêm một củ hành, trộn với nhựa và lá sung rồi đắp lên như trên. Trong trường hợp mà bị sưng vú thì các bạn đắp hở đầu vú, hoặc là khi bị ngã xây sát thì các bạn đắp thuốc nhưng phải chừa cái chỗ xây sát ra. Ngoài ra thì nhựa sung còn được dùng để chữa nhức đầu bằng cách là lấy nhựa sung phết lên giấy bản, dán vào hai bên thái dương. Có khi là người ta dùng phối hợp bôi ngoài với ăn lá non, hoặc là có thể uống nhựa sung các bạn nhé. Với liều lượng là 5ml nhựa sung hòa với nước đun sôi để nguội. Còn trong trường hợp mà bị hen ấy, thì người ta cũng sử dụng nhựa sung bằng cách là lấy nhựa sung hòa với mật ong uống trước khi đi ngủ để mà chữa hen. Đây nha các bạn, đây là một hình ảnh rất là thật này. Mình đã quay được cái con bọ ở bên trong các cái nốt nổi lên từ lá sung ấy. Đấy, nó rất là nhỏ cho nên
cực kỳ khó thấy nhé. Đây là video thật 100% nhé, chứ không phải là mình tạo dựng lên đâu nhé. Mình đã tách sẵn ra rồi và quay lên để các bạn thấy bên trong sẽ có những con bọ thế này đây. Nó nhỏ tí. Đây này, nhỏ như cái kim ấy. Đấy. Giờ nó đang động đậy, các bạn có thể thấy nó đang động đậy. Gần tí nữa xem nào. Không thể bắt nét được luôn, gần quá không bắt nét được. Đấy. Chỉ gần được, quay gần được đến mức độ này thôi. Đấy thì những con này nó sẽ ký sinh ở trong các cái lá. Ban đầu là con mẹ nó đẻ trứng vào nha, rồi sau đấy nó phát triển lên thì các cái lá này nó tự nổi lên các cái nốt đấy. Và bao bọc dần lấy các cái con bọ này. Mình chả biết tên nó đâu. Nhưng mà bạn nào mà hay để ý các bạn là tách những cái hạt, cái nốt nổi lên ở lá sung ra, các bạn để ý sẽ thấy có những cái con bọ thế này. Không phải là nốt nào cũng có đâu, những nốt mới, chứ nốt cũ nó nổ ra rồi, tức là những con bọ nó đã đi rồi nhá. Mình phải về tách mấy nốt ra mới tìm thấy được ấy. Đây này, những cây mới mới như thế này là có này. Đây này. Còn những cái mà nó già rồi thì không có đâu. Đây, mình có thể lấy để các bạn xem. Đây, như cái lá này chẳng hạn là không có đâu nhá. Nó già rồi. Nó ra hết rồi nhá. Đấy. Đây, nốt nó non này có, nốt già này không có này. Đấy. Đây chính là cái con bọ nhá. Con bọ ở bên trong lá sung.